Thật ra, trận đại chiến năm đó, Pháp sư Trung Nguyên cũng nhiều lần đến Nam Cương mời cổ sư đến trợ chiến. Nhưng 90% cổ sư Nam Cương lúc bấy giờ nằm trong sự khống chế của Long Gia. Mặc dù gia tộc Long Thị không trực tiếp từ chối, nhưng mỗi lần đến mời, họ đều trì hoãn, sau đó cũng không phái người đến. Việc này không khỏi đặt ra nghi vấn trong lòng Hắc Hồ và Mạc Lão Yêu. Một ngày nọ, ở lúc Mạc Lão Yêu và Hắc Hồ đang bàn luận về chuyện này, thì nghe trên đỉnh Tổ Long của núi Cao Lê Cống có tiếng động lớn. Hai người chạy đến xem thì phát hiện có người đánh nhau. Một người trong đó là Lão Tống, trưởng môn của Tống gia ở Trung Nguyên. Người còn lại vậy mà là một tượng Phật bằng đá. Tình huống này cũng làm cho Mạc Lão Yêu và Hắc Hồ nhất thời không thể lý giải được. Bên này, lợi dụng sơ hở của tượng Phật, Lão Tống tung ra một quyền như trời đánh. Tượng Phật trúng đòn này bay thẳng vào vách núi. Mắt thấy Lão Tống chiếm thế thượng phong, nên Hắc Hồ và Mạc Lão Yêu cũng không ra tay tương trợ. Đột nhiên, bên phía vách núi phát ra tiếng động. Cả ba nhìn lại thì thấy tượng Phật bằng đá đang trở mình đứng dậy với gương mặt đằng đằng sát khí. Dường như nó đã có sự biến đổi. Lão Tống cơ bản cũng không để nó vào mắt. Cả hai tiếp tục lao vào đi đường quyền. Lần đỏ sức này làm Lão Tống mất nhiều sức hơn, nhưng ông vẫn chiếm thế thượng phong. Ở lúc Mạc Lão Yêu và Hắc Hồ chuẩn bị xoay lưng rời đi, thì phát hiện bên dưới mặt đất xuất hiện rất nhiều trùng. Mạc Lão Yêu quan sát một lúc, khuôn mặt liền biến sắc. Lão Tống, cẩn thận, đó không phải tượng đá, là nhân dũng, rất nguy hiểm. Bên này, Lão Tống mặc kệ đối phương là gì, ông dùng hết sức lực của mình dặn mạnh cánh tay của tượng Phật. Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay của tượng Phật bằng đá liền bị đứt làm hai. Nhưng kỳ lạ là bên trong cánh tay lúc này lại xuất hiện rất nhiều trùng. Nhất thời Lão Tống cũng ngây người, rõ ràng thứ trước mắt rất cứng cáp và kiên cố, vậy mà bên trong lại có hàng ngàn con trùng. Rất nhanh, ông đã sốc lại tinh thần, cầm cánh tay của nó ném về phía sau. Trùng hợp cánh tay bị gãy đó lại bay đến dưới chân của Hắc Hồ. Hắc Hồ bản tánh không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ cổ trùng. Vừa nhìn thấy, toàn thân anh ta liền rung lên kịch liệt. Đột nhiên, nghe tiếng nổ đùng đùng phát ra. Mạc Lão Yêu quay lại thì cũng cạn lời. Hắc Hồ lúc này dùng tay chưởng loạn xạ vào đám cổ trùng. Bên này tượng Phật bằng đá bị Lão Tống bẻ đứt một cánh tay. Chẳng mấy chốc, cái đầu của nó cũng phát nổ. Điều mà Lão Tống không ngờ là tiếp theo, toàn thân tượng Phật dở dụng, chớp mắt, đám cổ trùng như dở trận mà ào ạt lao đến người Lão Tống. Toàn thân ông ta lúc này đã chìm trong đám cổ trùng. Mạc Lão Yêu thấy một màn này, liền thi triển kinh công, đồng thời dùng tay bấm pháp quyết. Bất ngờ, toàn thân ông phát ra một luồng kim quang hộ thể. Rất nhanh, Mạc Lão Yêu đã xuyên qua đám cổ trùng, kéo Lão Tống ra ngoài. Tiếp đến, ông đặt Lão Tống xuống đất, rồi dùng rượu đổ lên người ông ta. Kỳ lạ là đám cổ trùng gặp phải rượu của Mạc Lão Yêu liền quá thành chất lỏng đen kịt. Hóa ra trên đường đến đỉnh Tổ Long, ông bị một gã đầu trọc tập kích. Với bản tính nóng nảy, Lão Tống nào dễ bỏ qua cho hắn. Ông liền đuổi theo hắn đến một khúc cua thì không thấy hắn ta đâu. Ở lúc đang tức sôi máu thì bất ngờ phía trên vách núi xuất hiện một tượng Phật bằng đá lao xuống. Tượng Phật này không nói không rằng, cứ vậy mà lao vào tấn công ông ta. Giờ nghĩ lại, Lão Tống mới nhận ra mình đã trúng kế của gã đầu trọc kia. Lúc này phía trên vách núi có một bóng người đang quan sát diễn biến bên dưới. Người này chính là gã đầu trọc mà Lão Tống nhắc đến. Đột nhiên, từ phía sau ông ta xuất hiện một thân ảnh bay đến. Bất ngờ, người này lao đến dùng tay khóa chặt đầu hắn. Biết dưỡng trùng đúng không? Có biết lão tử hận nhất là loại người như các ngươi không? Đi chết đi, lão đầu chết tiệt. Hắc Hồ vừa dứt lời, gã đầu trọc cũng theo lực đẩy của cánh tay anh ta mà rơi xuống vách núi. Nhưng Hắc Hồ nào để cho hắn chết dễ như vậy? Ở lúc hắn ta sắp chạm đất, Hắc Hồ đã bay xuống giữ chặt chân của hắn rồi ném mạnh xuống đất. Cú ngã như trời giáng làm hắn hét lên một tiếng. Gã đầu trọc nhìn thấy Hắc Hồ thì run cầm cập, nói, ngươi là ai? Hắc Hồ vừa dứt lời, toàn thân gã đầu trọc liền biến đổi. Chớp mắt hắn ta đã trương phù lên, trong miệng còn xuất hiện rất nhiều trùng độc. Đợi Hắc Hồ hiểu ra thì đã muộn. Đùng một tiếng, toàn thân gã đầu trọc nổ tan tác. Đám cổ trùng cứ thế mà văng lên người anh ta. Hắc Hồ giận tím người, toàn thân toát ra một cổ khí tức cực kỳ khủng bố. Rất nhanh nó đã tạo thành một vụ nổ lớn, quét toàn bộ đám cổ trùng xung quanh. Định mệnh, hối hận chết ta rồi. Biết thế ta xử hắn luôn cho rồi. Đợi cho vụ nổ qua đi, Hắc Hồ bước đến Lão Tống và Mạc Lão Yêu.
Lúc này Mạc Lão Yêu phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng, dường như có người cố ý ngăn cản bọn họ, không muốn Pháp Sư Trung Nguyên đến đỉnh Tổ Long, e là có âm mưu gì đó. Mạc Lão Yêu liền phân phó cho Lão Tống về báo tin với những người còn lại, còn ông và Hắc Hồ chạy như bay đến đỉnh Tổ Long. Đến nơi, hai người phát hiện bên dưới có 10 người đang bài trận. Vừa nhìn, Mạc Lão Yêu đã biết bọn người này là vì Long Đảm mà đến. Trận pháp mà bọn họ đang dùng là Cửu Âm Đại Trận. Một người ở giữa đang dùng một cây trúc dựng đứng là đang xác định vị trí của Long Đảm. Rất nhanh, Mạc Lão Yêu đã phân phó cho Hắc Hồ đi tiếp ứng những người khác, còn ông một mình bay thẳng xuống bên dưới. Đám Pháp Sư Nam Dương nhìn thấy một lão thư sinh xuất hiện như một vị thần thì đứng hình mất 2 giây. Phía trên, Mạc Lão Yêu lúc này đã đáp xuống ngọn trúc. Tiếp theo, ông dẫn khí toàn thân, dồn toàn bộ khí lực xuống chân. Chỉ nghe Mạc Lão Yêu hét lớn một tiếng, mở. Đột nhiên, cây trúc bị dở thành nhiều mảnh nhỏ, tạo thành một cái lò xo cực lớn. Bất ngờ, những mảnh trúc này theo lực đạo của Mạc Lão Yêu mà búng thật mạnh vào người bọn Pháp Sư Nam Dương. Tiếp theo là một tràng tiếng hét. Chớp mắt, 10 tên tà thuật sư Nam Dương đã bị hạ đo gián. Mật bảo Trung Nguyên bọn ta, há có thể dễ dàng để các ngươi thăm dò như vậy? Mạc Lão Yêu vừa dứt lời, từ phía cánh rừng cách đó không xa xuất hiện hàng trăm tên tà thuật sư Nam Dương. Xem ra chúng đã có chuẩn bị mà đến, bọn chúng quyết tâm lấy bằng được Long Đảm. Đúng lúc này, Pháp Sư Trung Nguyên nhận được tin báo của Lão Tống cũng kịp thời xuất hiện. Hai bên cứ thế mà lao vào hỗn chiến. Lúc bấy giờ tà thuật sư Nam Dương đang ở thời kỳ cường thịnh, bọn chúng triệu hồi lũ tà linh trợ chiến, gây không ít khó khăn cho Pháp Sư Trung Nguyên. Nhưng quân đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Pháp Sư Trung Nguyên cũng đâu phải dạng dừa, đều là những Pháp Sư chính tông, cộng thêm việc chiến đấu trên sân nhà nên rất nhanh đã chiếm được thế thượng phong. Ở lúc trận chiến dần kết thúc, bất ngờ phía trên vách núi xuất hiện một bóng người mờ ảo. Nhìn kỹ thì người này chính là gián thần Nam Dương. Đám tà thuật sư Nam Dương vừa nhìn thấy gián thần thì nhiệt quyết dâng cao. Vừa xuất hiện, ông ta đã phát ra một cổ khí tức cường đại, áp chế toàn bộ Pháp Sư Trung Nguyên. Chớp mắt đã hạ một nửa Pháp Sư Trung Nguyên, Mạc Lão Yêu cũng bị cổ khí tức này làm bị thương. Sau cùng Hắc Hồ tự nổ nội đan mới tiêu diệt được ông ta. Còn Mạc Lão Yêu vì bảo vệ Long Đảm mà dùng nguyên thần của mình bố trí trận pháp, ngăn không cho kẻ khác xâm nhập Long Đảm. Kể đến đây, Hắc Hồ cho mọi người biết, cũng chính lúc đó Long Gia liền để lộ cái đuôi. Sau khi gián thần chết, phía tà thuật sư Nam Dương thất bại nặng nề, đa số đều bỏ trốn khắp nơi. Nhưng có một kẻ không hề bỏ chạy, hắn ta luôn đứng bên ngoài trận chiến. Cho đến khi Mạc Lão Yêu bố trí trận pháp thì hắn ta nghiến răng nghiến lợi bỏ đi. Đúng lúc này, cách nơi hắn đứng không xa, có một con lửng đang dõi theo. Con lửng này chính là Lý Lão Thái Thái. Lý Lão Thái Thái theo chân hắn đến một ngôi nhà gỗ trong rừng. Về sau, Lý Lão Thái Thái điều tra được nơi đó là phân nhánh thuộc gia tộc Long Thị. Sau này, Hắc Hồ trở về trường Bạch Sơn, từng dùng thần thức để giao tiếp với Lý Lão Thái Thái mới hiểu hết mọi chuyện. Trận Pháp Sư Đại Chiến năm đó đều do Long Gia kích động mà ra. Bọn chúng tung tin Trung Nguyên không còn Pháp Sư biết pháp thuật, rồi chỉ ra điểm yếu để bọn tà thuật sư Nam Dương xâm nhập vào Trung Nguyên. Bên này chúng lại sách động Pháp Sư Trung Nguyên ra ứng chiến bảo vệ mật bảo. Để cho Pháp Sư Trung Nguyên thất bại, bọn chúng liền ra tay tương trợ, trở thành người hùng của Trung Nguyên, rồi đường đường chính chính mà chiếm lấy Long Đảm. Nhưng điều mà Long Gia không ngờ là kế hoạch hoàn hảo như vậy lại bị người của Tiên Gia Sơn phá hủy. Cũng vì vậy mà gia tộc Long Thị hận người của Tiên Gia Sơn thấu xương. Tiếp lời của Hắc Hồ, Lão Cẩu tiếp tục kể thêm một trận chiến sau đó. Tuy quy mô không bằng, nhưng có thể xem là trận đại chiến thứ hai. Đáng nói là trận chiến này lại bắt nguồn từ một cặp vợ chồng trẻ.